phiên tòa hôm nay cả ba luật sư đều nói rằng là Kha và Uyên là không có vi phạm tội tuyên truyền chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Thì các luật sư cũng được trình bày đầy đủ các cái quan điểm và đưa ra các yêu cầu đối đáp với viện kiểm sát. Nhưng mà cái sự đối đáp của viện kiểm sát thì nó cũng không thỏa mãn tới các cái câu hỏi của các luật sư. Và cuối cùng thì bản án là Đinh Nguyên Kha thì bị 8 năm tù và 3 năm quản chế. Và tổng hợp thêm 2 năm tù của cái bản án trước là 15 tù giam và 3 năm quản chế. Còn Nguyễn Phương Nguyên thì 6 năm tù giam và 3 năm quản chế. Và cái bản án thì tôi thấy rằng là không phản ảnh, không tiếp thu các cái ý kiến của các cái luật sư là bao nhiêu cả. Bản cáo trạng tòa dựa vào đó để mà xét xử hôm nay thì truy tố Kha và Liên là tội tuyên truyền chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam chứ không phải là tội là lật đổ chính quyền. Ở cái cáo trạng này thì cũng không có nói về cái chuyện là mang tiết lộ hay gây tiếng oan gì cả, cái chuyện không, đấy là chuyện không có ở trong cáo trạng và không có ở trong cái phiên tòa này hôm nay. Mặc dù là ông thẩm phán thì ông ấy cũng có nhắc đến cái thông tin là Kha trước đó là cũng có mua thuốc để mà làm pháo hay cái gì đó, nhưng mà thực ra là nó không liên quan đến cái tội mà viện kiểm sát truy tố. Hành vi của Kha với Uyên ấy thì nó chỉ có ba cái việc như này thôi, tức là Uyên có chụp ảnh cái cờ vàng ba sọc cỏ ấy mà một cái khẩu hiệu là tàu cửa cút khỏi Biển Đông đưa lên gửi cho Nguyễn Thiện Thành ở đâu đó nước ngoài hay trên mạng thì cơ quan điều tra không biết được xác định Nguyễn Thiện Thành ở đâu, đưa lên cái trang mạng Tuổi Trẻ Yêu Nước. Thế đấy là một việc. Và cái hành vi thứ ba là Kha với Uyên có giải truyền đơn ở cầu An Sương. Thì cái nội dung truyền đơn ấy thì chúng tôi, các luật sư ở tòa có yêu cầu là hội đồng xét xử là đưa cái nội dung cái bản truyền đơn thế này ra xem xét, nhưng mà hội đồng xét xử không đưa ra, không công bố ở tòa lên. Chúng tôi cũng không biết là cái nội dung thực của cái truyền đơn đấy là nói về cái gì. Trong phần tranh luận thì khi mà viện kiểm sát đưa ra các cáo buộc đó thì bên cạnh những cái lập luận bào chữa bảo vệ của luật sư thì Phương Uyên và Đinh Nguyên Kha có tự bảo vệ trước tòa không ạ? Thì Kha với Uyên cũng đều thừa nhận là có ba cái hành vi như tôi vừa mới trả lời vừa rồi đấy. Và Kha với Uyên nói rằng họ không chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, còn thì Kha với Uyên nói rằng có vi phạm pháp luật hay không thì cũng không biết, là thì với cái tuổi còn trẻ và cái nhận thức pháp luật là hạn chế thì cái chuyện vi phạm hay không thì họ cũng không biết. Dạ thưa luật sư, vậy thì trên cơ sở những trình bày của Phương Uyên và Nguyên Kha cũng như trên cơ sở những lập luận của bên viện kiểm sát thì lúc ban đầu ông có nói rằng cả ba luật sư đều thống nhất đưa ra quan điểm rằng hai người này không phạm tội phải không ạ? Vâng, đúng, cả ba luật sư mặc dù là không có bàn bạc với nhau trước nhưng tại phiên tòa đều khẳng định là Kha Uyên không phạm tội theo điều 88 tội tuyên truyền chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ấy. Thưa luật sư, đứng trên quan điểm pháp lý, nếu mà luật sư thấy rằng họ không phạm tội như là cáo trạng cũng như là như kết luận của bên tòa án thì giả sử như họ có kháng cáo thì khả năng mà thay đổi được cái bản án này là có nhiều không ạ? Nếu mà xét theo đúng pháp luật thì tôi thấy cái khả năng không phạm tội nó rất là nhiều. Còn thì nếu mà nó không theo pháp luật thì nó là cái khả năng gì thì tôi cũng không biết. Tôi chỉ căn cứ theo pháp luật mà nói thì cái khả năng mà không phạm tội là nó rất nhiều.